kêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm. Vườn chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chim cu gáy hay hôm nay là ngày 12 âm lịch Gia Diêm, tháng 1 âm lịch. Mình xin chia sẻ với các bác một trong những cái vấn đề nó khá là quan trọng để cho các bác cùng nuôi chim cu gáy và cùng đam mê. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn là cái cách tẩy giun cho chim cu gáy. Thì các bạn có thể thấy là đây là cái con chim. Đó. Con chim này nó sau khoảng vòng đời của nó thì mình nên một năm mình nên tẩy giun cho nó khoảng hai đến ba lần. Nếu 3 lần thì là 4 tháng một lần, mà 2 lần thì 6 tháng một lần. Mình đã áp dụng cái này rất là lâu rồi mà rất là ok luôn. Thường thì các bạn lên cứ pha uống hay là cái tỷ lệ nó không rõ ràng. Cái video này mình làm thì mình hướng cho các bạn làm nó một cách nó rõ ràng và nó có thứ lần rõ ràng. Thì tại sao lại phải tẩy giun? Tẩy giun là cái tốt thôi, bởi vì người mình cũng vậy. Trong quá trình mình nuôi thì mình thấy có những con chim mà do nguyên nhân là nó ăn phải những cái thức ăn, rồi quá trình uống, rồi mất vệ sinh, rồi nhiều yếu tố là nó có giun sán ở trong người, và con chim nó sẽ sơ xác, khô gầy và héo hon, kém ăn kém gáy, nó không có thể lực, bởi vì là cái dinh dưỡng của nó được giun sán phá hủy ở trong nội tạng cơ thể. Đấy, con gì cũng thế thôi. Thì đấy là về cái nguyên nhân tại sao mình lại phải tẩy giun như vậy. Đấy, còn bây giờ cái tên thuốc giới thiệu với các bác, đây là một cái form các bạn có thể mua trên thị trường ở bên thuốc thú y, công ty cổ phần thú y Hùng Cường. Tên của nó là Levamisol. Cái này thì nó thuộc về chuyên môn thuốc, thì các bạn có thể lấy những cái thuốc có giá tác dụng riêng hoặc là lấy đúng cái thuốc này. Và các bạn thấy là đây nó có, tôi thấy là để đăng đây là thấy cả số địa chỉ, số 118 Tân Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội, và điện thoại là 0436360375 và số kia. Thì ở cái gói này thì các bạn biết là nó có 20 viên các bạn nhé. Đấy. Các bạn có thể dùng cho gia cầm, gia súc đều được, nhưng mà riêng với một con chim cu gáy, kể cả con chim mới biết mổ hoặc con chim trưởng thành, mỗi một lần tẩy giun các bạn dùng cho tôi một viên. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cho tẩy. Thì tẩy như thế này thì các bạn có thể là thả cái viên này vào nước uống, hoặc là nghiền giã bột năn vào thức ăn. Đấy, nhưng mà riêng với mình thì mình đã thực hiện rất nhiều rồi. Là mỗi một con là mình sẽ nhét thẳng một con vào mồm. Đấy. Thì các bạn có thể là lấy ra một viên này. Các bạn nhé. Sau khi lấy ra thì các bạn lấy băng dính dán chặt rồi. Cái này các bạn nên bảo quản là chống ẩm. Nhá. Chống ẩm. Thì mình sẽ cho chú chim này tẩy giun một viên này. Đó. Các bạn bắt chú chim ra một, các bạn cầm một cách vừa phải, hai cái đầu nó vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, ngón cái và ngón đây, hai ngón áp út, ngón út, các bạn ôm vào hai ở cánh và cầm một cách vừa phải, tránh để rụng lông, tránh bóp chặt con chim, nó làm cho con chim hoảng loạn. Thì các bạn làm như thế này, các bạn tay phải các bạn cầm đây, nếu các bạn thuận tay phải tay trái các bạn tùy các bạn cầm đây,
Đây tôi là, và các bạn chỉ cần đấy, các bạn ngón cái ngón chút mà các bạn làm nào đấy nó thuận tiện, và các bạn nhìn kỹ video, các bạn chỉ háy ra và các bạn đỡ cái khoang miệng này, hai ngón cái đẩy cho nó không cặp hai cái mỏ vào nhau, và cái ngón trỏ các bạn đẩy sâu cái thuốc giun này vào trong đó, thì tự nó khắc trôi vào trong đấy. Những con mà nó già nặng rồi thì các bạn lên một năm 3 lần, khoảng 3 tháng các bạn tẩy giun một lần. Như vậy là tôi đã cho nó uống xong. Các bạn thấy là nó cũng rất là dễ dàng và đơn giản đúng không? Chúng ta làm như thế này thì con chim nó sẽ chúng ta thực hiện vào buổi chiều nhé. Sau khi con chim thường nó sẽ ăn thức ăn vào buổi chiều. Đấy. Thì các bạn có thể là để cho nó không bị say thuốc. Đấy. Các bạn nên có cái lượng năng lượng thức ăn cuối ngày, bao giờ con chim nó cũng khỏe. Đấy. Thì báo cáo với các bạn là các bạn chỉ đơn giản như vậy thôi. Một năm các bạn làm cho tôi 2 đến 3 lần cho chú chim thân yêu của chúng ta. Đấy là cái thao tác như vậy. Và con chim của tôi, con chim của chúng ta nó đã được đứng lên. Kia. Các bạn thấy không? Nó đứng rất là hiên ngang. Và như vậy là cái tỷ lệ đưa thuốc tẩy giun vào cơ thể nó không bị thừa, không bị thiếu, đúng liều lượng, đúng không ạ? Đấy, như thế là cái lượng giun sán, và các bạn để ý cái phân của nó sau 2-3 ngày nó sẽ đi ra như thế nào, và sau một thời gian con chim nó có chịu khó ăn không, khỏe không, lông mượt hay gáy hay không, đấy là rất nhiều vấn đề. Đấy là hôm nay mình mạnh dạn mình chia sẻ cái cách tẩy giun cho chim cu gáy là như vậy. Thì báo cáo với các bạn trên cái kênh thì mình cũng có chia sẻ rất là nhiều những cái vấn đề. Hôm nay mình rỗi rãi, trời nó cũng đang mưa dầm, mới ra riêng, hôm nay có mười mấy âm lịch chưa. Thì báo cáo với các bạn là chim cu gáy thì nó có rất nhiều những cái vấn đề về cái thuốc và chữa bệnh. Trong đó mình thấy là những cái thuốc về tẩy giun này, bệnh đi ỉa này, bệnh đau mắt này, đường ruột đấy, bệnh hen, bệnh hô hấp, rất nhiều các bạn nhé. Thì báo cáo với các bạn tiện thể đây thì mình cũng xin nói thêm, mở ngoặc thêm là trong quá trình nuôi hàng nghìn chú chim cu gáy, các loại Nhật, Pháp, Ta, Thái, rồi chim non bón, rồi nhiều chim bố mẹ sinh sản, chim da vàng, thì mình phải với cái trang trại quy mô có người công nhân chăm sóc, và như vậy thì mình cũng với cái đầu chim rất là nhiều thì mình phải có những cái kinh nghiệm nhất định. Thì một trong những cái điều đó mình xin chia sẻ lên kênh, cũng có thể các bác biết sâu hơn, các bác thông cảm cho. Đấy, cái này là mình chia sẻ, ai đón nhận thì đón nhận, mà không đón nhận thì có thể là sang trang khác không sao cả. Đấy, thì với cái mũi kim tiêm này mình giới thiệu đây với các bạn là cái này là mũi này là mũi hơi to. Đấy, các bạn có thể lấy mũi nhỏ hơn cũng không sao. Cái này của nó là xi lanh, này là xi lanh nhỏ nhất các bạn nhé. Nó là loại 1cc, bán ở những cái cửa hàng dược nhé. Đấy, các bạn thấy không, từ đây đến đây là 10. Nếu như các bạn rít từ đây đến đây dung dịch thì nó là 0,1cc, 0,2cc, và đây là một nửa cc. Một cái khắc dài như này các bạn tiêm một nửa cc nó rất là dễ tiêm. Nếu như các bạn lấy cái xi lanh to thì các bạn không, rất là khó căn. Đấy là tiêm cho chim thì các bạn lên như vậy. Bởi vì trong những trường hợp nếu như các bạn tiêm mà quá nhiều nó sẽ bị sốc thuốc và nó sẽ chết. Bởi vì cái cơ thể của nó, một con chim cu gáy nó chỉ có được một lạng rưỡi thôi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là ngoài cái việc tẩy giun ra thì các bạn lên, ví dụ như là cái thuốc này, này mình gọi là cái này mình để đây này, tên là, các bạn nhìn có rõ không, đây mình dịch này. Viên ổn thanh này thì các bạn biết rồi, cái này nó trên thị trường rất là
rất là nhiều người bán đó, viên ổn thanh đó, các bạn có thể mua ở các hiệu thuốc đúng không ạ? Đấy, viên ổn thanh này nó hỗ trợ trong cái việc về đường hô hấp. Đấy, đấy, đây này, mình có thể xin phép mình trích dẫn một là phân trắng, đấy, phân vàng, bệnh hô hấp, thở khó, sốt cao, đấy, bệnh gumbo, đó. Thì cái này thì các bạn cũng có thể nhét thẳng một viên như là mình vừa tẩy giun ban nãy vào, trong những trường hợp những con chim có thể là những cái bệnh nhẹ, bệnh thông thường, nếu như các bạn chưa tìm thấy phương án thì các bạn có thể dùng cái viên ổn thanh này, các bạn nhét vào khoang miệng như mình vừa nhét xong. Thì có thể là nó sẽ hỗ trợ về tiêu hóa và hô hấp rất tốt. Đấy là cái bài này là nó chỉ mang tính chất là chung trong những trường hợp mà chớm bị nhẹ. Đấy thì các bạn có thể là những cái, bởi vì các bạn không đi sâu. Đó, đây là cái này là mình nói rõ luôn là nó hỗ trợ, nó rất là tốt. Đấy. Kể cả cái mình kết hợp thêm cả cái viên này với những cái con mà bị đường hô hấp các bạn nhé. Sau đây mình giới thiệu một số cái thuốc mình đã dùng, mình thấy là ok. Đấy. Đấy. Cái này tên thuốc là gì đây? Nó hơi bóng, nhìn rõ. Đây rồi. Đó. Clofeniramin. Đấy. Các bạn nhìn cho rõ nhé. Và cái mặt sau đó nó màu vàng. À, cái thuốc này là thuốc bên cửa hàng dược phẩm các bạn nhé. Những con chim nào bị hen nặng khó thở, các bạn nên dùng cái này để cho nó làm giãn lở thông thoáng cái đường khí thở của nó nhé. Nhiều con thở nó nghẹt như kiểu mình bị tràn dịch phổi có thở được đâu, thì cái này nó hỗ trợ rất tốt nhé. Đây là trường hợp những con bị lặng rồi, các bạn dùng cái này. Đấy, các bạn có thể dùng mỗi ngày một viên không sao cả nhé. Đấy, trong trường hợp bị nặng ấy, cái này là những con mà gần như là mình phải dùng đến phương án là khi mình chữa cho các bác ở gần đây ấy, hoặc các bác là khách hàng ấy, gửi lên cho mình ấy, thì mình thường là mình phải tiêm, bởi vì những con mà đã xác định là mãn tính, hoặc những con bị ở cấp độ nặng, hoặc là những cái bệnh ghép, có thể là bệnh nó gọi là bị lấm diều, hay là bệnh viêm đường hô hấp cấp trên, hay là nó là đường ruột mãn tính chẳng hạn, thì các bạn nên sử dụng kết hợp cả tiêm và cả uống. Đấy, tất cả những cái quy trình để các bạn chữa bệnh cho con vật thì đầu tiên các bạn phải xác định là cái bệnh gì. Đấy, nguyên nhân ăn uống ra làm sao, bệnh gì và ghép bệnh những cái bệnh gì, nó không phải là một bệnh chẳng hạn. Đấy, và khi đã có bệnh, những con vật đã có bệnh thì các bạn phải thừa hiểu là nó phải là ăn kém và cái đề kháng nó sẽ kém, cộng với là các bạn phải dùng thuốc tăng thêm sức đề kháng. Đấy, có thể là thuốc bổ các bạn uống hoặc tiêm, hoặc là kháng thể, hoặc các bạn có thể là phải vừa là cho nó đủ cái năng lượng để nó còn có cái sự nhanh nhẹn, sự sống để nó ngấm cái thuốc đặc trị của các bạn. Nhiều khi các bạn tiếp nhận, các bạn tương ngay cái thuốc đặc trị vào, trong khi đó con chim của các bạn là gì? Nó đang gầy gò ốm yếu, nó ăn không được mấy ngày rồi, nó kiệt quệ rồi, thì cái cơ thể nó đã kiệt quệ rồi, các bạn lại tương cái thuốc đặc trị vào thì có thể là lại tác dụng ngược lại, con chim không chỉ chống chọi được. Đấy, thì tiếp theo là mình giới thiệu với các bạn là đây là thuốc, cái viên này nó rất đơn giản, cái viên này nó là cái viên ampicillin. Đây các bạn nhìn này, am a này, ampicillin 500 mg. Đấy, các bạn nhìn rõ này. Đó, thì cái viên của nó là dạng viên con nhộng các bạn nhé, đầu đỏ đầu trắng. Cái thuốc này là các bạn nếu mà mua được cái thuốc ngoại nhá, một vỉ này các bạn nếu mà ngoại này của nó là mười mấy nghìn ấy, còn nội của nó là khoảng 8.000. Cái này là các bạn mình nói khoảng khoảng thôi nhá, các bạn cứ tham khảo.
Vì cái giá thành này mình cũng không nó không quan tâm. Thì các bạn dùng cái này trong trường hợp là những con chim nó cũng bị mãn tính, hoặc là các bạn không xác định rõ thì các bạn có thể là phòng cũng không sao. Tại vì thực ra các bạn chuyên môn, các bạn không ấy thì các bạn có thể lấy ra một viên này ra, các bạn cho vào cái cống ăn hoặc cống uống, thì nó cũng sẽ làm cho con chim nó kháng sinh mà. Cái thuốc này là cái tính năng của nó là kháng sinh các bạn. Thì đây, ví dụ như đây là cái cống ăn, mình để một ít lúa, một ít cám vào. Và các bạn ấy thôi, các bạn tháo cái đầu này ra, xoay xoay này, xoay nhẹ ra. Đấy, xoay nhẹ ra. Tí nữa mình cho con chim, cái này là phòng và trị nhá. Trị thì nhiều lượng nhiều hơn. Còn phòng thì mình cứ phòng không sao cả, con chim nó không ảnh hưởng gì đâu. Đấy các bạn nhá. Đấy, nếu như mà các bạn cho vào thức ăn thì các bạn để thế này, thì tự những cái bột này nó sẽ bám vào những cái lớp vỏ của lúa và lớp vỏ của ngoài cám. Đấy, các bạn để lên phần trên, con chim nó sẽ mổ và những cái phần rơi ra nó sẽ nằm ra những cái hạt xung quanh. Đó, trong những trường hợp mà con chim ăn được. Còn con chim không ăn được thì đương nhiên là các bạn phải ngâm mấy cái cám này, hoặc các bạn trộn như này, xong các bạn đưa mồm ra, vành mồm ra, các bạn nhét cho nó 10 cái viên này vào. Một con chim ăn 10 cái viên này nó có thể sống đủ năng lượng sống trong một ngày. Nếu không các bạn lấy những cái viên cám lợn to hơn. Những viên cám lợn có thể nó gần bằng cái này. Đấy, thì các bạn có thể là năn cái thuốc này vào, các bạn không dùng xi lanh, các bạn có thể là đưa nó vào cái khoang miệng. Đấy, rồi các bạn cho nước vào, chim thì nó rất tự uống nước. Đây là mình nói trong trường hợp những con nào nó bị bệt rồi, nó không có khả năng tự ăn tự uống nữa thì đương nhiên các bạn phải hỗ trợ nó thôi. Nhưng nếu mà nó mà tự ăn tự uống rồi thì các bạn nên trộn nó vào như thế này. Trộn cả vào thức ăn nước uống thì sau một ngày hai ngày nó sẽ phải ăn phải uống thôi. Và khi ăn rồi thì nó sẽ kháng sinh được mà. Đấy thì có rất nhiều những cái thuốc, ví dụ như là cái thuốc này thế thôi. Cái thuốc này của nó cũng rất là mình cũng dùng để tiêm. Đấy. Ninspec đấy, đặc trị hô hấp tiêu hóa đấy. Thì cái này thì các bạn chưa quen thì các bạn cũng không lên, tại vì là các bạn phải xác định rõ là bệnh gì và cái con chim đấy nó ở lứa tuổi như nào, các bạn tiêm kết hợp với cái thuốc gì đấy. Nói đến tiêm thì tôi sẽ dành một cái video cụ thể khác đấy. Như tôi khẳng định với các bạn rằng là tôi đã chữa rất nhiều những con chim mà ở cái đợt gọi là bị hen nặng đấy, bị hen, bị viêm đường hô hấp cấp trên, bị gần như là nếu như mà cảm giác như là cứ chết, nó cứ khô dần, héo hon, nó cứ nhược nhọại con chim và nó cũng gần như là đa phần là các bác để nó chết dần, đến lúc nó chết, nó kiệt quệ con chim. Cái bệnh mà mình thấy là một phần lớn các bạn có thể tự chữa được, đó là bệnh bị ỉa, bệnh đau mắt đó. Nhưng mà nếu liên quan đến cái bệnh về mãn tính về hô hấp thì tôi nghĩ là cực kỳ khó chữa, bởi vì với cái khả năng mà tôi đã chữa nhiều năm nay mà tôi đã tự đúc rút ra thì tôi đã chữa, còn những con tôi phải chữa đến 2 tuần mới khỏi các bạn ạ. Tôi phải chữa một cái phác đồ đấy khoảng 2 tuần mới khỏi. Và cái này là do cũng không phải là nói khoe khoang, nhưng mà cái này là báo cáo với các bác, đặc biệt là các bác cao tuổi hoặc các bác có chuyên môn về thú y, là cái này là nó mang tính chất là thực tế, mình thử trải nghiệm loại trừ và mình sau một cái thời gian thì mình tự đúc rút ra được một cái công thức. Thì chính vì thế đâm ra cũng là một cái thế mạnh của mình các bạn ạ. Thì nếu như các bạn có quan tâm đến kênh đó thì ví dụ như đây là một cái khách hàng mình cũng hướng dẫn, mình gửi kèm cái đơn thuốc đấy, là tiêm 0,3cc một ngày vào buổi chiều một lần và thuốc uống thì hai ngày uống một viên. Thì thường mình sẽ gói ghém vào một cái hộp nhỏ giấy và mình sẽ ghi là thuốc này là thuốc tiêm, thuốc này là thuốc uống và gửi qua đường bưu điện hoặc qua xe ô tô cho các bạn đấy. Tất nhiên có những con mà nặng quá mà các bạn gọi điện tả rồi các bạn quay video, mình cảm giác các bạn không tự chữa được thì buộc các bạn phải gửi lên cho mình sẽ chữa, bao giờ khỏi mình sẽ gửi quay lại cho các bạn.
Còn trong trường hợp mà nếu như mà nó mà mình cảm thấy là mình sẽ gửi thuốc cho các bạn. Thực ra gửi thuốc cho các bạn thì đơn giản thôi, mình sẽ đóng gói nó vào một cái gói như thế này thôi. Đấy, mình nói là 2 ngày một viên thì cứ 2 ngày các bạn nhét cho một viên. Rồi cái xin anh này thì mình pha sẵn rồi, mình pha chế sẵn rồi, mình bỏ, mình bịt cái gói ghém cái này vào một cái hộp giấy nhỏ thì mình để cái khớp này rồi. Đấy, ví dụ như là các bạn pha đây thì các bạn tiêm một lần tiêm là 2 khớp này 0,2cc hay 0,3cc thì mình đã pha thành vào một cái xi lanh có thể to hơn, thì các bạn có thể là rút ra từ cái này đấy, hoặc là như thế nào đó. Thì thực tế là đây là cũng là một khách hàng mình phải gửi cho họ đấy. Thì năm nay thì cái phiếu của chim cu gáy hay nó có rất nhiều những cái đổi mới đấy các bạn ạ. Thứ nhất là đây là cái mình sẽ để đây. Thứ nhất là đây là cái tem. Đây là những cái tem mình in màu ra các bạn nhé. Thì ví dụ như đây là cái hộp đựng chim. Hộp này thì mình thuận tiện ở đây là khu vực Ba Vì rất là nhiều sữa. Mình dùng cái hộp này là nó có nhà máy nó dập sẵn 4 cái lỗ hai đầu. Đó, nó thấy nó rất là sạch sẽ gọn gàng. Và với cái kích thước này các bạn có thể đựng được 2 con chim hoặc 1 con chim. Đấy, nên nếu mà các bạn cẩn thận thì các bạn mỗi một con cho một hộp, bởi vì là các bạn để vào một hộp này là nó tối nó sẽ không nhảy loạn, nó không hoảng loạn con chim. Và theo như mình để suốt bao nhiêu lâu là mình thấy là khá là ok. Tại vì con chim nếu như các bạn cẩn thận, các bạn có thể lấy một cái que ngang các bạn để vào trong này, nó sẽ có bậu, nó không bị trơn, nó không hoảng loạn. Thứ hai nếu không trong chuyển trong ngày thì các bạn không sợ. Thì các bạn sau khi đấy là mình sẽ làm cái cửa như thế này và mình sẽ dán cái tem này nó vào đây. Đó, các bạn nhé. Thì là nó sẽ là ở mức cấp độ liêm phong. Còn khi các bạn nhận, các bạn phải kiểm tra tất cả băng dính không bóc ra, rồi mọi vấn đề nó nguyên đai nguyên hộp các bạn nhé. Đấy là mình bảo vệ cái quyền lợi, tránh đổi chim ở trên đường cho các bạn. Và cái phiếu này thì nó đơn giản thôi, nó cũng chỉ có cái logo một đôi chim giống chim mã ngỗng quân hồng ở đây, một câu thơ rất hay đúng không ạ, một câu thơ rất là ý nghĩa. Tôi yêu một tiếng chim cu cây đa bến nước nới du của bầm. Câu thơ này của chim cu gáy hay ngẫu hứng lên và có cái địa chỉ kênh chim cu gáy hay đấy, tại gần cổng trại đà điểu Thị Phương, mà mình vẫn bán con giống đà điểu cho các bạn nữa đấy, xã Văn Hoạn Ba Vì, và hai số điện thoại 0335305982 và cái số thứ hai là 0989177982. Con gửi báo cáo với các bạn là con gửi kèm theo một cái đơn chim cho các bạn, thì thường mình rất cẩn thận, mình sẽ có cái bài các bạn nhé, có cái bài là kỹ thuật nuôi chim cu này, thì mình có giới thiệu tất cả, có hình ảnh minh họa nhé, đó, trong đó là chọn giống như thế nào này, đó, rồi cái này là hai tờ in 4 mặt các bạn nhé. Đấy, chọn lồng chim như thế nào này, kỹ thuật nuôi chim này, đấy, cho ăn cho như thế nào, cống như nào này, một số bệnh và cách phòng chữa cho chim này, cái này là một số bệnh và cách phòng cho chim cu gáy, trong đó là bệnh đau mắt này, nguyên nhân là như thế nào này, dấu hiệu con chim như thế nào gọi là đau mắt này, cách chữa ở trong dân gian như thế nào này, cách chữa bằng cách gọi là kết hợp với thuốc tiêm và thuốc uống như thế nào này. Đấy, thì mình cũng nói rõ tên thuốc đấy, đấy tên thuốc đấy. Và cái nói rõ luôn là nếu các bạn không hiểu, các bạn có thể gõ tìm kiếm ở trên cái kênh, trên mạng, cũng như cái kênh của mình chia sẻ cái bài về chữa bệnh đau mắt như thế nào này. Rồi gì, một số lưu ý như thế nào nữa đó. Đấy, một số lưu ý trong quá trình chăm sóc chim cu đấy. Rồi các bạn có thể nếu như thắc mắc quan tâm thì các bạn có thể là xem được những cái địa chỉ trang web, những cái bài đăng trên YouTube, trên Facebook, trên Zalo và những cái kênh thông tin chính thống của chim cu gáy hay.
thì và cái tài khoản cũng như là cái số điện thoại cũng như cái thông tin nha các bạn nhé. Thì cái này là mình sẽ in ra và mình sẽ gửi kèm vào với cái một cái đơn hàng như thế này, mình dán vào đây. Thì những ai biết rồi thì có thể không quan tâm, hoặc là những ai mà chưa biết thì chúng ta có thể là tham khảo, hoặc là có thể là xem xét nhìn nhận đấy. Bây giờ thì cái đấy là cũng là cái cách mà mình cũng quan tâm dành cho các bạn nhà những khách hàng đó. Thì còn trên cái năm nay thì cái phiếu mẫu form phiếu như thế này, các bạn khi nhận chim các bạn thấy những cái logo, những cái biểu tượng như thế này, có đầy đủ thông tin, thì đó là cái hình ảnh của chim cu gáy hay. Video này thì cũng là mục đích của mình thì cũng để tránh cái sự rủi ro cho những anh em đam mê chim cu và đang sở hữu những chú chim cu hay. Bởi vì bên mình thì cái thế mạnh của bên mình là cung cấp giống chim, những con chú chim da vàng rất là giống hay, và những con chim khách và những cặp chim bố mẹ, cũng như cái dòng chim chim ta, mã ngỗng phấn hồng, chim bắc chuẩn và chim vú nuôi và chim Thái. Thì chính vì thế bắt buộc mình phải nghiên cứu và mình phải tìm tòi ra từ cái nguồn thức ăn, cái cám. Tới đây thì mình cũng sẽ nghiên cứu, mình sẽ ra một cái thương hiệu là cám dành cho chim cu gáy. Đó. Và mình cứ hứa với các bạn mình sẽ đăng sâu sắc hơn về những cái chủ đề, về một số những cái bệnh. Bởi vì năm nay thì có thời gian hơn. Năm ngoái mình cũng mải mê xây dựng hai cái cơ sở để cho người nhà, người thân là chăm sóc chim. Đó. Để mình có được cái lượng chim đúng cái gen giống chuẩn, yên tâm đảm bảo để chuyển cho các bạn. Năm ngoái là khá là vất vả, không làm được nhiều bài đăng cũng như làm những video bổ ích để chia sẻ cho cộng đồng mạng chơi chim. Thì năm nay thì mình sẽ có thời gian để chia sẻ đấy. Nhưng ngoài ra các bạn có thể thích thì các bạn có thể chơi đa đa, chơi trào màu, chơi chòe than, một số những cái con mà mình cũng đã đưa, mình cũng làm kèm cùng với kênh chim cu gáy, mình đăng lên Phượng Hoàng Đất chẳng hạn. Có những bạn muốn mua nhưng mà cái con đấy nó đâu phải ấy đâu, thì mình ở đây thì mình chơi với các tay bẫy, các thợ bẫy ở đây thì họ cũng đánh được thì mình cũng bán hộ họ thôi. Đấy, gọi là nhu cầu, gọi là kinh doanh, nhu cầu kiếm thêm, nó không có gì xấu cả, đúng không các bạn? Vấn đề ở đây là mục đích của mình là muốn tránh rủi ro, để tránh những chú chim hay thiệt mạng. Bởi vì có những cái lý do đau mắt đi ỉa, có những lý do bị run sán, do những nó rất đơn giản, có những cái kiến thức rất đơn giản, nhưng mà 100 người, 1.000 người, không phải tất cả 100, 1.000 người đều biết. Có những người họ chỉ là đam mê, họ chỉ là nuôi, chứ họ không phải là kinh doanh, nên họ không nghiên cứu, họ không có kiến thức cũng như không có kinh nghiệm để mà xử lý trong những cái tình huống đó. Thì mạng xã hội nó là một cái nhu cầu tất yếu, mà nó là một cái sân chơi nó rất là sòng phẳng. Đấy, nó có thể giúp con người ta đón nhận những cái kiến thức rất là bổ ích, nó được chia sẻ cái trí tuệ tập thể. Cái hay cũng rất nhiều mà cái chưa hay cũng rất lắm, nhưng chúng ta phải nhận, đón nhận kênh nào, ai là người chia sẻ một cách chân thành, và có một cái trang, có một cái kênh nó có bề dày lịch sử, thì chúng ta cũng đấy là cái độ tin tưởng của từng nhân vật, của từng trang, từng kênh, thì các bạn tự nghiên cứu. Nhưng không ngẫu nhiên và ngày nào tôi cũng đăng bài gửi chim đi cho các bác, và không ngẫu nhiên ngày nào tôi cũng chia sẻ cho các bác những cái cách làm chuồng, rồi cách nhận biết, cách chọn giống, cách ghép, cách soi trứng, hay là tôi không dạy gì mà tôi lại đi in hàng. Nếu mà cái phiếu này ở đây là chỉ là 1/50 cái sấp này thôi đó, thì tôi sẽ gửi kèm các hộp chim như thế, sẽ đảm bảo quyền lợi, mà cũng một phần cũng giữ đúng cái thương hiệu của mình. Nên là mong các bác cũng là đón nhận cái kênh chim cu gáy hay trong năm 2019 thật là rõ ràng. Hôm nay tôi đang chia sẻ cái bài này là ngày 13 âm lịch Tết tháng 1, tức là ngày tháng 2 thì nó qua ngày Valentine một chút, tôi nhớ không nhầm là như vậy.
Thì hy vọng là chúc các bạn có được những cái thành công mới trong năm 2019 và tiếp tục sẽ là những cái fan rất là thân thiện với chim cu gáy hay, và đặc biệt chim cu gáy hay sẽ chia sẻ hết mình và thỉnh thoảng cũng có những chương trình tri ân khách hàng, khuyến mại chim và có những cái chia sẻ rất là độc đáo. Xin chúc các bạn có được những cái niềm vui từ những cái chú chim mà các bạn đang nuôi, và chúng ta hãy vun đắp cái đam mê đó. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bác cao tuổi cũng như các anh em đam mê cái giống chim cu gáy, giống chim quân tử ở một video sau. Xin thân ái chào tạm biệt.